Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ học tính trong phạm vi 5. Chúng mình cùng đến với phép tính thứ nhất. Số 1 cộng với số 1 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2. 1 cộng 1 bằng 2. Một hình tròn cộng với một hình tròn bằng 1. 2. 2 hình tròn ta cùng đến với phép tính thứ hai. 1 cộng với 2 bằng bao nhiêu nhỉ? 1 cộng 2 bằng 3. Một hình tròn cộng với 1 2 bằng 3. 1 2 3 hình tròn. Ta đến với phép tính thứ 3. 2 cộng với 2 bằng 4. Một hình tròn 2. 2 hình tròn cộng với 1. 2. 2 hình tròn bằng 1. 2 3 4. 4 hình tròn. Ta đến với phép tính thứ tư. 2 cộng với 3 bằng 5. Một hình tròn 2 hình tròn cộng với 1 hình tròn 2 hình tròn 3 hình tròn bằng 1 2 3 4 5 hình tròn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này với mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.